Xin chào bạn Tùng Anh và bạn Nhật Anh. Hôm nay con có bể bơi à? Con có thích không? Thích bơi bóng. À có cả bóng nữa. Rồi các con vào tắm đi nhanh lên. Chưa. Đem bóng hả bạn Nhật Anh này? Nhiều bóng quá. Màu gì đấy con? Đúng rồi, giỏi quá. Có màu gì đây con? Màu gì con? Ôi. Màu xanh. Bạn Nhật có màu gì đây? Bạn Nhật có quả bóng màu gì? Ô, mẹ ơi. Wow, quả bóng màu gì con? Màu hồng. Của bạn Nhật Anh là màu xanh lá cây nhá các bạn nhá. Ừ đúng rồi, giỏi quá. Bạn Nhật ngồi xuống chơi giống anh đi con. Màu cam đấy con. Ui, có nhiều bóng quá. Ok, màu cam, rất là nhiều bóng các bạn nhá. Hôm nay hai bạn Tuấn Anh, Nhật Anh được về ông nội đấy. Thế là có phao bơi nhỉ. Thích không con? Thích rồi, ok. Bạn Nhật Anh không dám ngồi xuống tắm hả con? Bạn Tùng Anh nằm bò xuống đấy luôn. Tung té luôn nhỉ. Nhiều bóng thế. Ơ có cái gì sủi dưới nước rồi. Nhiều bóng thế. Em nhận ngồi xuống chơi với anh à? Chơi cái gì đấy? Té nước bạn Tùng. Ha ha ha. Ôi, bạn đi rửa mặt luôn. Tinh giỏi thế nhở. Có cái gì đấy? Không có cái ô tô nào nhỉ? Ôi, thích quá, nhiều bóng quá. Ơ, quả bóng màu gì con? Quả bóng màu gì? Màu tím. Màu tím. Ok. Bây giờ có quả bóng màu gì đấy con? Ôi trời ơi, bạn Tùng Anh lăn bò quá thật luôn. Mẹ cởi áo cho bạn Tùng Anh được không? Thích quá. Mát không? Mát. Thích nhỉ? Ok. Ôi có nhiều bóng á, có đủ các màu luôn các bạn ạ. Bạn Tùng hát bài gì đi nhỉ? Anh Tùng, bạn Tùng hát tặng các bạn một bài đi. Hát bài gì nhỉ? À, hát bài bống ba à? Hát bài Baby Shark đi bạn Tùng Anh ơi. Ôi nhiều bóng đẹp chưa các bạn ơi. Ô bạn Tùng ơi có gì đây? Wow, bạn Nhật Anh nhặt được một cái máy múc đi các bạn ạ. Máy ủi nhỉ? Máy ủi không? Múc nước luôn. Ô múc được một quả bóng màu vàng luôn các bạn ạ. Wow. Ô tô múc nước luôn. Múc nước. Múc nước. Ừ. Wow, nhiều bóng quá. Nhiều bóng quá. Bây giờ múc được quả bóng màu gì đây? Màu gì con? Màu đỏ. Ok. Dạ, quả bóng màu gì? Màu gì? Màu xanh lá cây. Ok. Bài Tùng hát một bài đi. Đổ nước vào mặt anh Tùng luôn đúng không?
Bạn Tùng nhảy đi. Ui trời, ùm luôn. Có thích không? Con có thích không? Ui ôi, anh Tùng nhảy giỏi quá. Ui giời, chít chít chít. Ok. Ô, màu cam. Đúng rồi, màu cam, giỏi quá. Ui, wow. Bạn Tùng có nhiều bóng quá. Bóng chi chi nào? Bóng chi chi. Ok. Ui, có bóng kêu được nhờ. Bóng kêu chi chi à? Bóng phát sáng không? Cam cam. À, màu cam, đây là màu xanh lá cây. Màu gì? Màu xanh dương. Màu xanh dương. Và màu hồng. Và màu hồng. Một quả bóng có 4 màu nha các bạn nha. Ôi, nhiều bóng quá. Nhiều bóng quá. Thích nhỉ, nhiều nước chê nhỉ. Ô, bạn Tùng cho ô tô vào đây các bạn ạ. Wow, ô tô to quá. Ui, ô tô chở bóng luôn nha. Ôi tôi chở bóng đi chơi rồi. Bóp bóng, bóp bóng. Wow. Chưa. Đi ra cứu tôi với. Cứu tôi với, cứu tôi với. Của ông nội đấy. Và hết mặt bạn Tùng Anh và Nhật Anh rồi. Trời mưa rồi, chạy về thôi. Của ông đấy, đúng rồi, vì cái nước của ông đấy. Bố hư quá nhỉ, bố phun nước vào mặt con luôn. Mưa to à? Bạn ấy bảo mưa to đấy các bạn ạ. Mưa gì đấy? À. Mưa to rồi. Ở đây bà bảo mưa to rồi. Bố xịt nước mà. Mưa to rồi, sợ quá. Trốn thôi. Anh che mặt rồi nhá. Bạn Trần Anh giỏi quá. Mưa to quá. Ôi giỏi quá. Bạn ấy khôn quá. Bạn ấy lấy cái đấy rồi chắn mưa luôn.